Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng thâm do mụn gây ra và những vết nám tối màu trên da mặt, đây là lúc bạn nên nghiêm túc tìm kiếm giải pháp hiệu quả. Việc không chăm sóc đúng cách có thể dẫn đến tình trạng da xấu đi và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của bạn. Đừng để vấn đề kéo dài, vì quá trình điều trị sau này sẽ càng khó khăn và tốn kém hơn nếu để lâu. Để giải quyết nỗi lo này, sản phẩm kem dưỡng da Mezuji từ Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam. Được nhiều người ưa chuộng vì sản phẩm mang đến nhiều lợi ích đáng giá cho làn da của bạn. Đầu tiên, kem Mezuji được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên giàu dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da một cách hiệu quả. Điều này không chỉ làm da bạn trở nên mềm mại mà còn giúp cải thiện độ đàn hồi và sắc tố da. Thứ hai, sản phẩm được thiết kế để phù hợp với mọi loại da, từ da khô, nhạy cảm cho đến da dầu. Điều này giúp bạn có thể yên tâm sử dụng mà không gặp phải các vấn đề như kích ứng hay tắc nghẽn lỗ chân lông. Cuối cùng, kem Mezuji còn nổi bật với khả năng cung cấp độ ẩm sâu lâu, giúp da luôn căng bóng và tươi sáng. Hãy để Mezuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong chăm sóc da hàng ngày của bạn, mang lại làn da khỏe đẹp và rạng rỡ hơn từng ngày. Khi sử dụng kem dưỡng da Mezuji, một số người có thể gặp phải các triệu chứng như đỏ rát, da bị bóng và bong chóc, hoặc nổi mụn ẩn. Đây là những phản ứng thường gặp khi da đang điều chỉnh và thích nghi với sản phẩm mới. Đừng quá lo lắng quá nếu bạn gặp phải những tình trạng này, vì chúng thường là tạm thời và có thể giảm dần sau vài ngày sử dụng. Để giảm thiểu khả năng xảy ra các phản ứng này, bạn có thể thử áp dụng sản phẩm dần dần, bắt đầu từ một lượng nhỏ và tăng dần lên sau khi da đã thích nghi. Ngoài ra, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho da và sử dụng kem dưỡng đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, hoặc không giảm sau thời gian dài, hãy dừng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu để được tư vấn cụ thể và an toàn hơn cho da của mình. Khi sử dụng kem Mezuji, bạn có thể gặp phải những phản ứng như da bị bong, đỏ rát, châm chích hoặc nổi mụn ẩn. Đừng lo lắng quá nếu bạn trải qua những tình trạng này, vì chúng thường là dấu hiệu da đang thích nghi với sản phẩm. Để làn da của bạn trở nên tươi trẻ hơn, thì dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn xử lý các triệu chứng một cách hiệu quả. Đối với tình trạng da bong chóc, bạn có thể tiếp tục sử dụng kem và thường sau 1 tuần đến 10 ngày, tình trạng này sẽ dần cải thiện hơn. Còn nếu bạn cảm thấy đỏ rát hoặc châm chích nhẹ, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng kem, nhưng nếu như da bạn bị sưng và đỏ nghiêm trọng, hoặc không giảm sau thời gian dài thì hãy tạm ngừng dùng sản phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu để được tư vấn. Với tình trạng nổi mụn ẩn, bạn có thể tự nặn nhẹ hoặc thăm khám thẩm mỹ để làm sạch. Nếu bạn thấy mụn nổi nhiều và không thường xuyên, đây có thể là dấu hiệu kem không phù hợp với da của bạn. Nên ngừng sử dụng và tìm kiếm sản phẩm dưỡng da khác phù hợp hơn. Nhưng bạn cũng đừng quên, đôi khi việc da phản ứng là bình thường và chỉ cần một vài ngày để hồi phục. Hãy luôn quan tâm và chăm sóc da một cách thấu đáo để giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, đừng ngần ngại liên hệ với shop giúp bạn trẻ đẹp mình để có thể tìm sản phẩm phù hợp nhất nhé. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.